Sở tạch cha thanh lại, bò mẹ bì nòng, mời bì nòng bứng le chương trình quam tay khổng đại phát thành kênh truyền hình Điện Biên, cuồng chương trình mơ nì hô mi bưng bai tèm sương lặng. Tấm ten hỏng biển phòng thanh lại dần bay, nàng phòng, đèn đìn. Đời kiến rú dần bay phỏng sùng mưa hương đỉ xưa, bừa chu chính sách chọc men khổng đằng cảnh hươn mương. Lạ suốt chương trình men ngon đàng cuồng đời kiến rú, mươi bì nòng bứng lai vai tèm, chưa nghị quyết khổng đằng chọc trả dần. Khai nỉ mươi bì nòng bòm cắn bứng le chương trình, chiêng pì nòng hạc sườn, Điện Biên men tỉnh phồng bá mương pu bường bác khổng bản mương, mi nghĩa cần sẵn ma tang kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh, cắp dân số cài hốc hoi ban côn, hôm xếp cầu chừa côn bom kiển rú. Quảng nằn bom mè chủ chừa côn cài chết si phân hoi dân số, mi tăng đèn đìn tóm mương bản lao cảnh trùng quốc hy cài xí hoi hà xếp hà cài số. Men tỉnh mi lại sau đắc bạ tủ mương, tang pu phán cải đèn đìn, cặp chủ tỉnh Bắc Lao, cánh tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Dương năn Điện Biển đầy le mền bón một côn hùa chở báu đì, cầm tỏ mương hâu, cánh mền bón ca khải khốn chiến quân giang cải đèn đìn. Vậy cắm mặn tấm tên hỏng biển phòng tinh lại dần bay, nàng phòng đèn đìn, bưng bì cài ma, đảng ủy, bộ chỉ huy bộ đội biển phòng tỉnh Điện Biên, cọ uẩn ba chùa cơ quan, đơn vị trực thuộc, năm dệt bòm bưng lại luông bảy sở rú chầm dần bay, cạt kiên bòm cấp chủ mũ công an, quân đội, dân quân, bứng đủ, bảy trẻ mặn cạt tang đèn đìn sau đắc mương. Cảnh trên báo nếu chưa dần bay, cảm mặn an ninh chính trị, tiếng ản bản mương, nàng phòng, đèn đìn. Nhằm vận động toàn dân cùng với lực lượng bộ đội biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc. Vậy nếu chưa tinh lại dần bay, bom các bộ đội biển phòng, chôm hạp bứng đù tang đèn đìn sau đắc mương, đơn vị có trên cái tua quảng họt cán bộ đảng viên cánh dần bay quảng phòng. Khai nỉ có mi chết cuồng chết bản đăng ký bom cấp đơn vị, lưng chơ bứng đủ tang đèn đìn sau đắc mương, lao thẳng tang khung đèn đìn sau đắc mương, quảng khoảng. Phối hợp tốt cái nhiệm vụ này để thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Cắp luông bùn, đôn mèn hươn, đèn đìn mèn quế rào, bò mè chủ chừa côn mèn pì nòng ọ. Cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy bộ đội biển phòng tỉnh Điện Biên cò lưng bảy sở rú chầm dần bay, trên cái năm diệt đi chù quam lốc muôn khổng bộ chính trị bản bí thư ma tang vị diệt dần tộc tôn giáo họt cắp dần bay, nếu chưa dần bay năm diệt đi luông tang chính sách khổng đảng pháp luật khổng hơn mương. Tọp hôm trên báo trên cái tua quảng luật biển phòng Việt Nam, luật đèn đìn, luật tín ngưỡng tôn giáo, bòm cắp quam lốp muôn, nghị quyết, chỉ thị, thông tư, quần pa khổng trung ương, cánh chính phủ, ma tăng, vịa dệt, dân tộc, tôn giáo, họt dần bay, khung, đèn đìn. Cái công tác cùng với bộ đội biên phòng, cùng với đội vận chúng của đồn biên phòng Mơn và ba đồng chí cán bộ nếu chưa dần bay khổng đôn có bòm các bò tồn côn thầu côn mi luông tin chưa nặng chu bản diệt đi vị trên báo nếu chưa dần bay bảy trẻ tang đèn đìn diệt đi chỉ thị số nưng khổng thủ tướng chính phủ ma tang nếu chưa dần bay chôm hạp bảy trẻ tang đèn đìn sau đắc mương chấp năm luông tang khổng đảng chính sách pháp luật khổng hơn mương. Dần bay báo số bộ đội biên phòng, cánh cấp ủy chính quyền, địa phương, bưng chu vỉa mi o, quảng phòng. Bòm cắp dần bàn kẻ cầm bưng chu vỉa mi o, nặng, quảng phòng.
Bồng chờ bánh khay năm diệt cờ đầy lang đi quỷ chế cát kiên cáp chú huyền đèn đìn bánh khay luôn vệ dệt khòng chùm mũ cán bộ đảng viên bộ đội biên phòng chôm hạp cấp ủy chính quyền địa phương cử đảng viên bày họp xung đảng nàng chu chỉ bộ thôn bản cánh choi dừa chú chưa hơn bỏ dạ cha nàng khôm đèn đìn phòng po me chú chừa côn cánh phòng tôn giáo lồng cải nằn tấm tên cạt kiên các cấp ủy chính quyền địa phương năm dệt cờ đầy lang đì chú hà phong tinh lại dần bay chôm hạ bảy trẻ quyên diệt chầu khóp năm đèn đìn tiếng ản bản mương cuồng gian si mở tinh lại dần bay chôm hạp phàng phong côn khảm cài đèn đìn phít phép phàng phong cố vít xếp cầu năm dệt cờ đầy lang đì chu trường trình luôn vịa dệt choi dừa dần bay mà pe dệt dườn khảm khói cạt cung ướt xa được dân dân Pa Sa Xá này cũng là được đồn biên phòng Pa Thơm là tiên truyền liên tiên truyền với dần bay bàn Pa Sa Xá đại đôn biển phòng ma trên báo luật bảy chè bản khuống bảy chè tang đèn đìn sau đắc mương phảng phong ca khải quân sáng đẩy luông bổng chờ khổng đôn biển phòng po me mà pe dệt dườn pòm cơ đầy lang đi báo mi o khủ sằng trong những năm vừa qua thì đối với cái địa bàn về cái tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thì được giữ vững thế và về cái nhận thức quần pưng pì cải ma an ninh chính trị tiên an bản mương là quần phòng đầy cằm mặn lung hủ khổng dần bay ma tang vỉa chấp năm luật đèn đìn mơ hương đầy tấm tên được các phòng đơn vị bứng đủ bảo mi pưng chu vỉa báo đi có hôm phân tặng tánh hỏng biển phòng tinh lại dần bay mặn hanh nặng phòng đèn đìn đơn vị bứng đủ vững mạnh ở cái địa bàn biên giới đơn vị quản lý phụ trách. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên nhang pom cáp chú chủng mũ cảnh cấp ủy chính quyền địa phương rú quảng phòng tặng tánh tùm pua chú tổ ha bứng đủ tang đèn đìn sau đắc mương họt khay khùm đèn đìn khổng tỉnh Điện Biên mi cài bé xếp tập thể cánh cài xí păn xí hoi cá nhân đăng ký chôm hạp ha bứng đủ tang đèn đìn sau đắc mương sàm hỏi bài sòng tổ ha bứng đủ an ninh chính trị tiếng ản bản mương thôn bản đèn đìn cáp cài bắt nừng hốc hỏi bé xếp côn chôm hạp xếp tàm năm dệt cờ đầy lang đì luông vịa lụ liềng đôn biển phòng choi dừa trường trình choi dừa mốn nong ma trương ép hiên hở học sinh cát rú phòng đèn đìn chúng tôi cũng đã triển khai gắn bó máu thịt với lại nhân dân thực hiện giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm xung khỏi trên cái cạt kiên mặn cạt cắp dần bay cắp lại vị dệt chảnh thí bản cổng đảng viên choi dừa chua hương năm dệt chủ luông lụ liềng đôn biển phòng choi dừa mố nòng ma trương ép hiên pòm cắp phủ nhinh phòng đèn đìn từ tế năn choi dừa dần bay mà pe dệt dườn pòm cắp cấp ủy chính quyền địa phương bứng đồ tang đèn đìn năm dệt chủ hà phong tinh lại dần bay bảy trẻ tang đèn đìn hà phong bờ an ninh chính trị tiếng an bản mương nọ nặn o chủ cơ quan đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên nhăng khăn khang pòm cấp trạm y tế chu địa phương khay pưng chu khám giả bệnh bàn dài già báo áo ngơn họt hàng băn từa côn kín rú nàng phòng đèn đìn để cấp ủy chính quyền cánh dần bay chu chừa côn mái nhằn tin chưa nhằn danh sùng hôm nay thì có bộ đội biên phòng tỉnh với là hội chữ thập đỏ lên khám bản con mười nỉ mi bộ đội biên phòng tỉnh khẩn ma khám giả bệnh cánh bàn dài già báo áo ngơn hợp bom mê có ni có đầy choi dừa ao làn nòi bày bát già mắc hùa chờ nàng hươn già việt đức khổng trường trình bát già mắc hùa chờ hờn nòng mười nỉ chu hươn ao làn ma nỉ khám lâu cài khám đủ bác sĩ va hia làn nòi báo biển sằng chu hươn có muôn mưng cảnh cảm ơn chú côn lắm lại đối với các đồn biên phòng cán bộ chiến sĩ luôn bám dân bám địa bàn kiên trì tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đưa cặp chú đôn biển phòng, cán bộ biển phòng lưng bày sở rú chằm dần bay, bổng trời trên cái luông tang khổng đảng, chính sách pháp luật khổng hơn mương, báu phăng, báu diệt tòi, quam trướng chưa bẻo lưa khổng một côn hỏa trời báu đì, chi lực phản bản mương, lồng cải viện trên báo nếu chưa, hỏa trời chấp năm pháp luật khổng dần bay, mơ hương đầy tấm tên, lẳng chơ hủ chảnh mắt tang pháp luật, bẹ xương tàng già vaccine, chú côn hủ đầy ăn đờ men, ăn đờ báo men, bòm các cấp ủy chính quyền địa phương, cánh chủ mũ biển phòng, tảng tánh hỏng biển phòng tinh lại dần bay. Tẻ chú luông tang, luông vịa, luông kẻ khầy, chọp chân, men bón nhằn, choi giữa cấp ủy, chỉ huy, cánh cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, trên báo nếu chưa dần bay, rú phòng đèn đìn, phòng bò mè chừa côn min nòi, bò mè tổn giáo tin chưa cánh chớp năm dệt tòi. Từ té năn bò mè chù chừa côn lưng cạt sàn, kiến rú muôn hòm, bảy chè cánh choi dừa cằn mà pe, nhằn chào, báo hổ hôm lại côn, ép hiên cánh dệt tòi đảo phít phép, chớp năm dệt đi chù tạt bùn, ma tang tổn giáo, có hôm phân cầm mặn an ninh chính trị, tiếng ản bản mương, tảng tánh hỏng tinh lại dần bay, phòng đèn đìn, mờ hương, mặn hanh. Chiêng bình ổng hạc sường, tỉnh Điện Biên, mi luông nghĩa cần sẵn cuồng nhàn bào quốc phòng an ninh, rú phái bường bác hỏng bản mương, y men phòng mi lại chừa khôn kiến rú, mi lại hít không tồn giáo, dương nằn lưng đầy đảng hơn mương bổng trời, phải phân cuồng chính sách mà pè, vừa dương nằn đơi kiến rú dần bay mưa hương đi xưa. Điện Biên mèn tỉnh mi lô ngài đi, dương mi tang lồng liên cấp chủ tỉnh Bắc Lao cánh tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Mi lại pa tang cảnh tang pu phản cài đèn đìn, mi lại khù ngai đi cảnh lại nên văn hóa sáng sờ, lần xưa là bò mè chù chừa côn mi nói gian cải ma việt diệt dân tộc tôn giáo đầy nam diệt đi hỏng ca sàn tinh lại dần bay nặng quảng vòng giúp tàm đầy tùng pua cảnh tấm ten cầm quyết bá hở một côn vừa chờ báo đi bằng sở việt diệt dân chủ quyên phủ côn tôn giáo chừa côn vầy bản tre cầm tó hỏng ca sàn tinh lại dần bay vỉa bo sòn nho sùng lung hù cán bộ chừa côn mi nói xăm đầy bồng chờ bừa sưng năn lang đi cán bộ nàng phòng pò me chừa côn mi nói mở hương đi xưa pòm nằn chu cấp ngành tỉnh Điện Biên cọp bồng chờ bo sòn nho sùng lung hù chu khù hở pò me chu chừa nòi côn ma tang sủ khoa học kỹ thuật cuồng diệt dườn lung hủ ma tang tảng tánh mạ pê kinh tế xã hội khảm khói cắt cung ư xa tảng tánh nết kín luông rú mở bảy chè văn hóa sáng sờ chư chừa côn bảy vang xỉa bưng hịt không cáo kẻ báo đi lại chương trình chính sách dự án nhớ phải phân hở phòng pò mè chư chừa côn mi nòi sướp tàm trên cái năm dệt cờ đầy lang đi cò cánh đàng dệt biến thái đơi kiến rú kinh tế xã hội phòng bò mè chù chừa nòi côn trắng nạp giềng vì sóng văn bài sao sòng té chương trình luông bùn cuồng mương ma tang giòn cắt cung hừng hy tỉnh Điện Biên trên cái cài pan nừng xí hoi xàm xíp xí pan tỉ mằn choi dừa dần bay dệt dườn té chương trình choi dừa khòng hơn mương dần bay câu hù sủ cuồng dệt dườn bánh khay cơ đầy lang đi. Tại cháu đó có ế tảnh quá tảnh quay và vô minh ngân sử ế. Do là gia đình hoàn cảnh bước cổm đều tốt đáng má đều mi là chương trình 135 sở trắng hỗ trợ hở ngân hở tay hơn với sọ sư ấu trắng sư đẩy tổ mẹ nưng khay đó là mẹ là cờ mi sóng tổ rũ đều đều dệt là hay dệt na nó cờ bước biến đều khay là
tảng là ngua tảng qua y hở mắn phát triển kinh tế bên nà khai bên nà nà. Vịa bứng đủ hươn mương ma tăng tổn giáo nẳng cuộng phòng trên cái cờ đầy lăng đỉ xưa. Lung hủ ma chú luông tăng chính sách khổng đàng cánh hươn mương ma tăng tổn giáo cuồng hồng chính trị cánh dần bay mơ hương đỉ xưa. Dần bay tòi đảo họp xung tổn giáo tòi pháp luật cánh tảng tánh đơi kiến rũ sáng sường. Lần xưa lò điệt biển lâng bổng trở bánh khầy luông mi các vịa phầy phân mạ bè cảnh mi chính sách nếu chưa chú chào phầy ngân cốc. Tọp hôm bánh khầy luông mi ma tang bó trường bó khòng điền đòn bốc hành biến thái chừa phân có bốc bổng tổ tành tổ liêng sủ công nghệ kỹ thuật khẩu mạ bè dê dườn khăn khang cảnh tấm ten luông cạt kiên cáp chù phòng. Bòm nằn bánh khầy luông hanh khòng phủ côn nho sùng luông hù trang khòng chùm mú lào đồng. Lần xưa là bò mè chủ chừa côn mi nòi. Mi chính sách nếu chưa sủ cờ đẩy lang đì chủ mũ lào đồng mi luông hù trang. Mi cờ chế nếu chưa mà bè bó sòn chủ mũ phương côn hù trang cánh côn lào đồng. Làm đồ hào hanh nhận bảo chủ côn dần đẩy hưởng chủ dịch vụ làm đồ hào hanh khám giả bệnh. Bảy trẻ cánh bánh khầy chủ nên văn hóa sáng sờ bò mè chủ chừa nòi côn. Lẳng lại bì trên cái chính sách khổng đàng hơn mương họt phòng bản na, nàng chỗ bàn phòng sùng, cò mi lại khổ biến thái mở, đôi kiến rú dần bay mơ hương đi xưa. Thì cũng là dân bản, tôi cũng rất nhiều khổ vì chưa có là cái đảng nhà nước. Còn ni dần bay cuồng bàn xung khỏi bỏ lại dạ cha, khai nỉ đại đảng chính sách khổng hơn mương choi dừa dần bay mà pê dê dườn khảm khói cắt cung ướt xa dần bay mi đơi kiến rũ đi xưa có nỉ nhà nước để về phấn đấu được là đóng góp ý kiến và động viên phát triển kinh tế giàu mà mạnh lên. Vừa trên cái cờ đầy lang đì chu chương trình dự án chính sách khổng đảng hươn mương ma tăng mả pè diệt dườn gión cạt cung hưởng hy số chu hơn cạt nẳng tỉnh Điện Biên gión lông chảnh chẽ đời kiến rú dần bay mơ hương đì xưa cuồng bì sóng văn bài sao sòng tinh cả tỉnh mi trầm xí văn sòng hỏi chu hơn khỏi cài cạt cung gión cài xí văn hỏi bẹt các bì sóng văn bài sao ết quảng nằn số chú hơn cạt, nặng chú huyền cạt, nhăng cài xí xếp xí phân hoi, gión cài hốc phân hoi. Chú luông ma tăng văn hóa xã hội mi lại luông biến thái, đây kiến rủ bò mè phỏng sùng, chừa côn mi nòi đầy tấm tên. Luông hủ trang mả bè diệt dườn, cánh luông kiến rủ khỏng dàn bay phỏng sùng, từng bát trần piêng bẹt các bò mè phỏng tắm. Tè tè hở hền, chủ chương trình chính sách dân tộc cánh phòng bá mương pu tẹt ban bóng nòi họt chú luông mạ bè diệt dườn văn hóa cánh đơi kiến rú bản khuống bánh khầy luông hù trang vịa dệt trang tạt áo táo bùn khòng dần bay cánh tinh cá bản mương từng bát dệt phòng bản na bò mè chừa côn mi nòi tinh cá tình biến thái lại xong. Các chính sách dân tộc đã góp phần xóa đói giảm nghèo rất tích cực cho nhân dân. Nó được thể hiện trên các mặt đời sống của nhân dân. Nó thể hiện từ việc thì, hỗ trợ các chính sách cò có hôm phân trời dừa dần bay hượt khẩn khảm khói cắt cung ướt xa trời dừa dần bay mi luông ngày đi mà pe dưa dườn quảng nằn mi chú chính sách trời dừa chưa phân có bú bồng tổ tành tổ liêng chủ chính sách nhận bảo buồn kín đơi rú bản khuống bảo hiểm y tế chủ chế độ ép hiên khổng lụ nòng chú hơn cạt chủ chính sách cho dừa khổng đảng hơn mương bòm cấp luôn có hôm khổng tên cả hồng chính trị chủ hơn trở quảng sảng giao có tả luôn ngày đi cho dừa dần bay mả pe diệt sườn. Tè tè hở hền vịa trên cái năm dệt chưa chương trình dự án cánh chính sách
nhận bảo buồng kín đơi rủ bò mè phồng sùng chừa côn mi nói cuồng tinh cả tình bưng bì cài ma có hung phân dệt phòng bản na biến thái lài rong. Lần xưa là phòng sùng đèn đìn lắc háng táng tì phòng bò lại dạ cha mi luông biến thái ngân cốc tể chu trường trình bảo chom to phầy phân tảng tánh hớt rào so tang nhang tròi dừa dần bày mi ngân cốc chuồng hông mả pe dư dườn khảm khói cắt cung ướt xa hờn hy. Chiêng pin ong hạc sườn nhận danh vì ẩu nghị quyết khổng đàng khẩu cuồng buồng kín đơi rủ mê nưng cuồng bưng nàng vịa cần sẵn cánh lồng liên ngày tế hùa gian hạ bì đảng ủy xã nòng hẹt huyền điện biển có tập hôm uẩn pa trên cái năm dệt chù nàng vịa mà bè kinh tế xã hội chọc công lung mi khổng từng phòng cánh tạ đầy luông pom sổm trở khổng chú thản hàn dần bay cuồng phòng sưng nằn tạ luông biến thái mở cuồng mà pe dưới dườn phổng bản na biến thái mở đời kiến rú dần bay mưa hương đi xưa. Vậy trên cái chảnh thí nghị quyết đại hội đảng bộ xã dàn tế bì sóng văn bài sao hoặc bì sóng văn bài sao hà cảnh chu nghị quyết ma tăng mà pê kinh tế xã hội ngày tế hùa gian hà pì đảng ủy xã nòng hẹt cậu uẩn ba dần bay tọp hôm biến thái chừa phân cỏ bu bồng tổ tành tổ liềng hái đòn tròn khảo dươn tướm lại mua lươn tướm nắm nắc chu tàng cỏ bu bánh khay ca đầy lang đì sủ đìn nọ nắn o báo rằng trên cái sủ khoa học kỹ thuật khẩu diệt dườn nhận bào mi po khẩu kìn cánh từng bát mả pe dệt dườn lươn tướm ngân thù hở dần bay cuồng xã họt khay hôm nằm nắc khẩu phơ ly chằm xí pan chết hỏi tần bản pưng mỏi hùa côn dân đầy cài xí xếp chết chiều mặn ngân pỉ nưng hôm pưng sát dính chằm hốc pan tù bết cãi hán nan cài cầu xếp chết pan hốc hỏi tù bà lo thị chứ phó bí thư thường trực đảng ủy xã hải hủ té vịa trên cái chảnh thí chu chỉ thị nghị quyết khổng đảng ủy xã cuồng mà pê kinh tế xã hội cấp ủy đảng chính quyền địa phương cọp bồng trở quần pa dần bay mà pê diệt dần hay na diệt dịch vụ men luông hanh cuồng khảm khói cắt cung ướt xa khổng xã họt khay xã cò tàng tánh đầy sòng tàng trương ô cốp lò lầu nang bàn cánh khẩu sàn tâm thiện số chu hơn cạt khổng xã gión long nhang cài bét phân hoi. Chủ yếu ở xã y đó mình phân ở cứ nọ tăng quốc lộ 279 đó mình ca khải là phân quảng khu trung tâm ủy ban đó mình là diệt phát triển kinh tế là mình sản xuất chăn nuôi chủ yếu ở trong quảng khu đó là mình là chăn nuôi lợn này chăn nuôi trâu bò này ở tỉnh liêng mù mà ngoa quai này rồi đâu đó ca khải khẩu đấy TP 2019 mà là men là chọn mỗi pì là men sống thôn bản nông thôn kiểu mẫu ế hộ gia đình là men phát triển kinh tế giỏi đấy dê lại năn năn đó men đảng ủy phải lãnh đạo chỉ đạo và đi sâu đi sát là men là thường xuyên là men chỉ đạo sát sao ở cứ cơ sở ấy đấy đâu cờ lẩy cán bộ đảng viên là men sau cờ ủng hộ đấy sau cờ có tinh thần là men phấn đấu. Chỉ bộ thôn Tân Biên, mi xếp ết đảng viên, dệt xương sư ảo nghị quyết khổng đảng khẩu cuồng buồng kìn đơi rú. Hàng quý chỉ bộ họp cánh trên cái nàng vỉa hở từng đảng viên, nếu chưa dần bày búc hanh mà pe dư dườn, trọng hanh có hôm cuồng tàng tánh bản nam ở, xương có hôm đìn, có hôm ngơn cánh cổng hanh. Họt khay hỏi vân hỏi so tang khổng thôn đầy thọ bê tông, tạ luôn ngày đi hở dần bày bày ma mà pe dư dườn. Bản pưng mỏi hùa côn khổng thôn dần đầy cài xám xếp xám chiều mằn pì nưng để thực hiện cái nghị quyết của đảng từ các cấp. Vậy năm dệt nghị quyết khổng đảng bộ xã xung khỏi co họp chỉ bộ
cánh trên cái họ tinh mê chủ đoàn thể quần thôn vậy uốn ba dần bay mà bè di dườn tặng tánh bản nam ở họ khai đời kiến rú dần bay mưa hương đi xưa mỏi pì gión tới nưng họ sòng chú hơn cặt. Cáp luông uẩn pa chảnh thí khòng cấp ủy đảng chính quyền địa phương dẫn bay có từng bát biến thái lăng ngắm vịa dệt sủ mết luông mi đình đòn chọc cáp luông mi khòng chu hơn vầy mạ pe diệt dườn chu hơn lung trần huy tấn rú thôn tân biên cáp khổ ngai đì ma tang diệt dườn hay na chu hơn lung cò phái ngơn sư khẩu ca khẩu sàn cánh diệt lầu nang bàn vầy xiều lầu nang bàn cánh tạ đầy luông tiếng xa sưng mờ nỉ lung sủ khó ón mịt pòm ai hòm cánh trực trâu sử nặng cuồng phòng mỏi mừ lung khái lầu hỏi chú hân hang cuồng tình té hà hỏi hót hốc hỏi lít cánh imen nưng cuồng bưng tàng trương ô cốp khỏng xã cái mà để mà thực hiện mà đến ngày hôm nay mà nó là được hình thành như thế vậy cơ đầy lang tì sương mờ nỉ sung khỏi có bỏ lại dạ cha sương hê mi luông hủ trang cánh ngân cốc ha và đầy luông bồng chờ khổng chính quyền địa phương nếu chuôn tít tớn vậy có phôm phân xá luông mà pe trùng khổng xã nọ nần o cuồng diệt dườn sung khỏi có bồng chờ họt viện nhận vào tiếng án pẹ sờ hở côn sủ khay nỉ cơ sở sung khỏi nhăng cặp kẹp trắng tạ vị diệt hở chết lao đồng cuồng phòng cánh ngân lường mỏi côn lò hà chiều mằn bướn nưng. Cuồng tảng tánh bàn nam ở cấp ủy chính quyền xã năm dệt luông bùn bày sở rú chằm dần bay vầy chân báo nếu chưa dần bay có hôm đình cổng hanh tảng tánh cho cổng trình tang bày ma bòm nằn châm năm đì luông tang nếu chưa luông có hôm khổng bàn cuồng sủ cơ đầy lang đì ngân câu khổng tình huyền bàn dài bòm cấp sủ ngân câu khổng chu chương trình dự án vầy dệt lèo cánh áo khẩu sủ lại công trình cân sẵn xương tang bày ma phòng bản na hươn văn hóa họt khay tinh cá xã mi hạ cuồng xếp xí thôn bản mi hươn văn hóa tang diên thôn bản cuồng xã đầy thọ bê tông cài chất xếp hạ phân hoi tang bày ma ngài đì đời kiến rú sần bay mơ hương đi xưa chu há phong ỉn muôn khắp xe đầy mà khay thôi thì chương trình của nông thôn mới thì cuồng chương trình tặng tánh bản nam mở khỏi có đầy đảng ủy chính quyền xã chỉ bộ thôn trên báo mà tăng có hôm ngơn có hôm đình tặng tánh hương văn hóa vậy mi cạp đình quảng khoáng tàng tánh hơn văn hóa đối cấp thôn có bỏ lại dạ cha quảng chân ăn đình cặp kẹp cánh và sử đình bón ứn quảng xưa hư dần báu mi ngơn sưng nần khỏi có bòm cấp sòng chu hơn mi đình diên cằn có hôm hở thôn tàng tánh hơn văn hóa tạ khủ ngày đi hở thôn họp sung có nì chưa hê mi hơn văn hóa thôn bày họp như hơn đầu mi sần quảng bánh khẩy viện dệt khổng côn đảng viền cuồng mạ pe kinh tế chua hươn lung tong vằn bàn rú bàn nòng hẹt giá nòng hẹt tọp hôm mạ pe tảnh liềng xương pết cái tảnh mền khút nòng tảnh bà cánh khẩy hươn hang khải trương khún phần chuồng hông dần bay cuồng cánh nọ bàn vừa đầy sung lại lớp tập huấn ép hiên luông hủ trang sủ khoa học kỹ thuật cuồng tảnh liềng phàng phong bệnh nào dưng nằn luông dệt dườn khổng lung mà pê đi cặp luông dệt dườn nỉ mỏi pì thủ ma mư tẻ hốc xíp họt chết xíp chiêu mặn ngơn bản thân nó và quân đảng viên nưng xin nó là khỏi có ngắm tôi lang phở hằng lắm mò trọng xin diệt ta là hở mi tay gân mi kín mi giống nó khỏi tăng mở hàng cửa hàng nói nưng vay khai tạo hóa ở dân bay khoảng khoảng bản thứ sáu ma tăng phát triển kinh tế diệt hay diệt na đó là bản thân đó là mình đứng phần trách nhiệm mưa tập huấn ép mà tăng
phân bón các ba dầu giá hay na so sơ tết cháu đó khai cẩn năng mi ơ mi kín mi giống pẹ cháu pẹ sáu chi bộ bản năng hết hiện tại đó mi xếp hạ đồng chí đảng viên trong chi bộ hàng tháng hàng quý rồi bên của chi bộ đứng đứng là triển khai trong chỉ thị nghị quyết của đảng cấp nữa là họ các đồng chí đảng viên trong chi bộ là họ sinh hoạt mười bữa ăn mười tưa mít chết được xa bữa ăn tưa nưng mình sinh hoạt ban cần xem đầu chi bộ họ trong sự vững mạnh diệt dườn võ sòn bản khoáng à nông nước còn bản quảng mương diệt tăng tổ tỉnh tổ điểm hai diệt na tá tàng phát triển kinh tế hộ gia đình phân công cũng khỏi phân công hầu từng đảng viên phụ trách quảng bản hơn mấy côn đầu vết hoặc ship lại hơn phân công từng nhiệm vụ hầu từng đảng viên trong chi bộ ấn đồng bên theo dõi bỏ sòn động viên khuyến khích hầu phưng po mê ải nông bản khoáng xem đầu mấy mi mi nung mi kín hàng mi khẩn phát triển kinh tế cho hơn. Cặp bưng luông tang quyết sách chọp men cánh luông cầm quyết khỏng hỏng chính trị luông bom sùm chờ khỏng dần bay xã nòng hẹt có biến kinh bành nửa hượt khửn cuồng gian si mở imen bón nhằn vây xã xếp tàm chóng hanh hượt khửn bền xã bàn nam mở cuồng bì sòng phân bài sao sàm. Chương trình quăm tay khỏng đài phát thanh kênh truyền hình Điện Biên hót nỉ sò răng còn và bò mẹ pin ong chia le lau chương trình mời pin ong khẩu website dienbientv.vn, Facebook đài phát thanh kênh truyền hình Điện Biên, YouTube đài truyền hình Điện Biên, chung tạc hạc sường.